Nói nhiệm vụ quan trọng vậy thôi, tí mình với cả Huy cả Thương ngồi trong cái xe ngồi rít thuốc lào đá đá vài bi cho Nghĩa ra làm hết là chúng ta xong nhiệm vụ thôi. cái này thì nó cũng phải chia sẻ, sharing is caring đó man. Chúng ta chia sẻ. Chia sẻ. Đúng rồi. Thì bây giờ em làm một nhiệm vụ mình, còn anh với cả hai người kia sẽ xong em sẽ phải chia sẻ cho bọn anh. Oh ok ok. Đấy, hôm nay em làm hết, hôm nay là ngày của em. Ôi, hôm nay mình lại có duyên với Viên Thương, mình sẽ lại chung team với Viên Thương nữa. Bad girl. Nếu các bạn không biết thì đây là thằng Lama. Các bạn chơi GTA 5 thì các bạn sẽ biết thằng này. Lâu lắm chúng ta cũng mới gặp nó. Vẫn như ngày nào, nói chuyện nhảm cức quá. Nhiều chuyện bá đái luôn. Đây, hai chúng ta sẽ phải đi hạ bọn Vagos. Đấy, hai thằng đụt kia sẽ đi hạ bọn Balas. Balas nè. Em chuẩn bị luôn rồi nè. Phong cách đứa mặc áo gì ta, tank top. Có ông nội đứng đằng sau kìa. Thằng kia sửa xe. Thằng Benny. Béo đeo kính. Em thấy em với anh Huy thấy chung team thì hợp hơn. Ờ. Team fat. À, em mặc đồ giống như mấy thằng hiếu đồ vậy. Nó giống Senro ấy nhỉ. Màu tím. Giống Senro. Tính nói. Nó mà làm thêm cái vụ mà bay lên đá thẳng vô xe á. Chúng ta phải đi bằng cái con Bergania. Ui, đi xe vàng đẹp vãi mẹ. Không phải tím mộng mơ như hai thằng đục kia rồi. Xe vàng shit. Ui, đẹp. Fast and Furious. Vàng shit kìa. Vàng shit. Nói vàng như cục quýt cho mình rút lại nhá. Này là shit tươi rồi. Gold. Vàng như cục vàng luôn chứ không phải cục cướp. Rồi anh em lấy xe tím. Hoặc nếu mà nó có là cục cướp thì nó cũng là cục cướp màu vàng. Xe mình màu tím như hoa cướp lợn vậy nè. Bằng vàng. Sorry. Rồi. Hơi mô. Lên. Giờ ai lái? Anh lái đi. Thế rồi, hôm nay có vẻ hơi lag rồi. Chúng ta. Rồi, đứng luôn rồi. Hai ông nội đứng hết luôn rồi. What the fuck? Từ. Đứng, tự nhiên lắc cái nó đứng ngay cửa đó đứng nhìn luôn. Rồi. Công nhận. Mission chính của online là chúng ta lại bị lag. What the fuck? Kiểu như hai ông nội đứng nhìn cái kinh chiếu hậu vậy. Quen rồi, bay. Selfie trước khi đi. Ai à? Ồ bay luôn rồi, what the fuck? Lại với nhau mà làm những nhiệm vụ chính này thay vì cái map bựa. Vàng shit. Vàng shit. Xe bao tiền của tôi, ông. Ai an toàn là trên hết. Đây, tới. Lát của em chả biết tới hay chưa nữa. À, đùa con này. Mày. Ồ, mình phải lên chơi lận, bắn nghe, đã nghe tiếng súng đâu đây. Hai bên kia nó ra rồi. Đã nghe tiếng súng, còn bên mình thấy toàn thấy lát không à không à. Còn ba lát chưa? Ô, ba lát đâu? Đợi xuống xe là anh em thấy lát luôn. Anh đang đi nè. Lát tung chảo nè. Rồi, đây. Ô, mất cái gì vậy chơi? Sắp đến rồi, bắn nha, đó. Mấy ai đâu? Đầu, một nồi luôn. Nó lắc tung chảo luôn. Đang giết. Chết rồi em ạ. Ôi, hôm nay chúng ta bị lắc. Vẫn còn hai thằng. Ông nội kia chết đúng lâu luôn rồi, còn ông nội nào nữa rồi. Anh đi lên. Lôi lại xíu. Còn có Húc Trinh, còn đứa nữa, còn đám nữa. Đây mày. Đó. Ủa, nó có xe kìa. Ủa, nó có low rider, cái chiếc low rider màu vàng á, đó, hiếp nó. Sau xe, ê chết mẹ, giết lộn rồi, nhỏ này thường dân. Đây rồi, nó đây rồi, Nó lắc tung chảo luôn. Hai thằng kia nói lắm mãi. Giết nó, đúng rồi, chết rồi, lại hiếp nó, đúng rồi. Rồi. Hold S để nó nhảy từng á. Đâu. Nó, cái xe nó nhảy từng lên á. Nghĩa ở sau lưng em. Ui. Được coi đâu. Vàng. Đây nè. Làm cái gì mà nhúng hai người khác giới tính đó mà trong xe mà nhúng là sao? Ai chơi mày được. Xe mày được. Mày được đấy. Được chứ. Nghĩ sao vậy? Đâu rồi.
Thế rồi. Đó, thấy không? Ôi. Rồi, xong rồi. Vì group về. Vào nhà. Ủa sao nó kêu mình get in vậy? Sao vẫn được ra xe? Phải cho xe vào cái cửa kia, cái big house cái kìa. Em lag. Ôi. Vãi. Vãi bắt bừa. Ôi, đừng băng chúc em rồi. Đừng băng em quá được không? Đi luôn. Đây nó đứng màn hình luôn rồi. Ơ vẫn còn phải bắn luôn rồi. Xác mình nằm luôn rồi. Mà nó vẫn bắn. Ôi giời ơi. Mission Big Die. Tôi thấy cục tiền trên vỉa hè. Này thì chém gió. Trời ơi lâu. Level 300 đồ. Kiểu rồi ra đến chạy ra xe bắn rồi nhưng mà vừa mới chạy ra bị ăn đạn rồi. Mát mà. Xe đi. Mày quá này cái khúc này ốp ấy. Giờ xe nào? À, đi xe nào? Ôi nhìn anh vào, thanh niên cướp xe à? Cướp xe. Vậy thanh niên cướp xe. Ủa sao sinh ra anh đơ mẹ. Đâu kia vào. À đây vào rồi. Lại anh lại. Cho tim vào xin kia đằng sau đi. Thì anh ngồi im một chỗ ấy. Đấy. Vãi. Bữa ấy. Tội tại nghĩa. Đấy. Bắn đây. Lên đơn nghĩa. Chết. Hay lắm. Lòi tại nghĩa. Ôi cái này cũng low rider này. Ây da trời nó lag kìa trời. Rồi. Ù lag kìa, ù đường teleport kìa. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Ôi ông kia ông bắn cái gì ấy? Đạn tên lửa. Ui ui. RPG. Cho xe thì nổ kinh ấy. Cho nó lẹ thôi chứ sao giờ. Thôi. Ủa sao còn đông mày không thấy thằng nào vậy? Rồi chết rồi. Còn 3 thằng. Anh biết thấy thằng nào? Bắn. Kìa. Rồi, một thằng. Ui, ông kia ông bắn kìa. Chó điên vãi. Xong rồi. Vậy sao phía trước còn một cái vòng đỏ. Ui, kìa. Nó tới rồi. Thôi, lên xe. Lên xe. Ôi, lên xe, nó còn lắc nữa chưa trời. Lên đi, lên. Mà nó cứ lắc. Đang cố này, bấm bó, chờ bấm luôn. Này, kia còn chưa vào được xe. Mạng lắc vãi tè. Rồi xong rồi. Còn đằng sau kìa, đằng sau kìa. Ủa? Đâu. Đâu rồi. Anh bấm xe lại đi. Ủa? Ủa, nó đang lùn, nó chết, sao nó đứng lại, what the fuck? Vãi cái lắc. Quê, tập quá. Cái gì ấy, Teleport. Này thì chết chưa? Ôi. Không thấy mày. Lùi ra xa tốt nhất, còn mấy thiên nhiên. Bắn thằng người thương. Stick a bomb đi. Thằng này tới giờ chưa chết. Này. Chết. Ok. Ôi. Đi ông ơi, mẹ nổ xe chết. Ôi. Tôi không muốn làm lại nữa đâu. Ôi. Mà ha máu chạy rồi. Chạy đi. Ôi, đông vãi. Ôi, đích. Nó tới kìa. Và cái nick chasing me. Không, hiện tại anh em đang là kiểu trong cái hút Huy ạ. Ủa, hiểu béo hả? Ủa em tưởng ai chứ cho nổ cái đùng. What the fuck? Thằng ôn này mày tí bắn nổ mà. Ai. Vừa. Tập last hit ông ơi. Tập last hit. Không, cái này đó là nó thêm độ khó nữa, chứ độ cực khó nó thêm cái vụ lắc nữa. Mày bắn ai? Mày bắn. Ừ, nó bay xe rồi. What the fuck? Mày bắn hả? Fast and Furious hả? Láo. À, đâm mà. Đâu. Xe đâu rồi? Thôi, chị về đi kìa. Chết. Mày... Cổ thân mấy thanh niên kia bị quay, bị thằng nào quay cả. Trường quá. Chuyện hai nhân vật chính mà lại. Nó bắn em sắp chết rồi nha. Hai nhân vật quyết định. Vậy. Em ơi đừng chết. Đây sẽ là kiểu drama của em đừng chết. Em hãy cầm lái để anh đi xuống, anh sẽ đối mặt với tất cả chúng nó. Rồi. Sắp tới rồi, come on. Má thấy xe mình bay không ta? Đồ hay vãi. Khi nào mà mình đi xuống mình đầu hàng thì nó sẽ cho mình nhập The Hood không nhỉ? Nó bắn mình theo, bắn xúc quần luôn chứ ở đó. Cẩn thận đâm nhá. Đây, vừa nói xong. Yeah. Vào nhanh không cho quả nữa PG. Lượng vào gì vậy? Get back in ạ. Ủa, Chưa đến nơi, đỗ đúng chỗ vào. Đâu? À đây lỗ vàng này tìm lỗ đây mà không nhìn thấy. Ai thanh niên tìm lỗ. Rồi. Rồi. Yeah.
Oh my shit. Vãi đừng im rồi. À đây 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 đây. Nika Nika. What's up game? Mẹ chiếm chiếm đoàn The Hood đúng không? Muốn cái body của em dính đúng hai viên đạn sau lưng luôn. À không, bây giờ này các bạn có thể nhìn thấy hiện tại có 5 thằng đàn ông, à 4 thằng đàn ông, một người nữ, các bạn có thể gán cái mask Razor vào đây. Gang bang, gang bang. Razor ngay góc phải. Thôi. Không không sao, thấy clip của Hiểu Béo bị ban. Tập sau chúng ta sẽ không bị lag như thế này nữa. Ôi 15.000 ngon. 15.000 nhiều phết, mình đang nghèo nữa. Ôi mình còn lên level 68 rồi. Mình sẽ lên 69 rồi. Sắp tới mình sẽ lên 69. 69 số đẹp à. Chúng ta nên ăn mừng. Ăn mừng rồi. Hôm sau nhiệm vụ này anh khao mẹ mỗi thằng cốc trà đá. What em. Ok. Ai còn trà đá trong GTA nữa chứ. Đã thấy còn hút thuốc giữa trời mưa nữa. Hút thuốc có nhá, uống coca có nhá, tại sao lại trà đá em không có.